Nội tên xưa là Thăng Long, rồi Đông Đô, một vùng đất bằng phẳng, vốn được coi là đất lành. Đất Tràng An nằm bên bờ Tây Sông Hồng, nhờ được vua Lý Thái Tổ chọn để định đô gần 1.000 năm trước, 1010, mà Tràng An đã thành chốn kinh kỳ sầm uất. Trong tâm thức mỗi người con dân Việt, dù họ ở chốn trời nào, thì hình ảnh Hà Nội vẫn được lưu giữ như một hoài niệm đầy nhớ nhung, khiến lòng còn mong ngoái lại. Còn đây vẫn Hà Nội của những danh lam thắng cảnh để đời, một bóng nước Hồ Gươm lung linh màu lục thủy, một làn khói nhang thành tính bên đền, một tháp bút, một đài nghiên để mãi còn văn miếu và quốc tử giám, mái trường đại học đầu tiên của xứ sở và những tấm bia tiến sĩ với nét khắc tỏ mờ. Nơi đất lành lắm văn nhân trí giả, lương dân vốn chuộng thái bình, mộ lòng bác ái. Đạo Phật được truyền bá rất nhanh, được vua trọng, dân theo. Nhiều ngôi chùa cổ danh tiếng bậc nhất nhì còn được lưu giữ. Chùa Một Cột, hình dáng tựa đóa sen, có từ đời Lý, 1049. Chùa Kim Liên lập từ đời Trần ở Nghi Tàm, làm theo kiểu chữ tam rất độc đáo. Tam quan chùa là một kiến trúc có giá trị. Đặt chân tới Hà Nội, du khách ưa tìm một chốn tao nhã để được sống lại những ký ức êm đềm hay ghi nhận những cảm xúc mới mẻ mà vẫn thân quen chợt đến. Không gian êm ả này, điệu còn là chơi vơi ngàn năm và vẻ tú nữ tươi duyên mặn mà nhường kia như khiến hồn người trôi về dị vãng. Một nét thanh lịch của người Tràng An là thích cây hoa. Từ đời Lý đã có các làng chuyên trồng hoa. Người ta bảo trồng hoa không phải là nghề tục. Ở mỗi nhà, trong phố cũng muốn có một cái sân cảnh con, đặt cái bể nuôi cá vàng trên có hòn núi Non Bộ với những cây cổ thụ bằng ngón tay. Xung quanh trên các đôn đặt các chậu lan, trà, sói, cúc. Không có thì cũng làm một cái gác sân nhỏ để làm cái vườn con. Các làng hoa nằm cả ở một vùng Hồ Tây, Võng Thị, Nhật Chiêu trồng đào, Tây Hồ và Nghi Tàm trồng cúc và quất, Yên Phụ gieo hạt hoa, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đại Yên trồng các loài hoa mới. Ở các làng này, kỹ thuật là bắt các hoa đều phải nở vào dịp Tết, các quả đều chín vào độ Tết. Trồng đào thì ngày 5 tháng 11 âm lịch là vặt hết lá, trồng cúc không cho nở vào thu thì để đến tháng 7 mới cắm cành, còn quất đầu năm ra hoa, nhổ cây lên, vặt hết hoa bỏ khô vài hôm mới đem trồng lại. Lượt hoa sau sẽ có quả đúng Tết.
Thứ đào hoa to, thắm, cành có thế là một mục lớn trong cái Tết của dân Kinh Kỳ. Người Hà Nội không chỉ chơi hoa vào dịp Tết, đã thành thói quen từ bao giờ, nhiều bà nội chợ sau khi mua đồ ăn thức uống lại ghé vào hàng hoa. Có bốn mùa thì cả bốn mùa hoa nở, ngoài hoa nội địa còn có nhiều giống hoa ngoại đẹp được nhập nội và thuần dưỡng. Chợ hoa Nhật Tân, chợ đầu mối bán buôn được nhóm họp từ 2 đến 3 giờ sáng. Nơi đây hương sắc chen nhau, nào hồng, nào cúc, nào dơn, nào chân chim, cầm chướng, phong lan và hoa lạ. Tất cả đều mơn mởn ngậm sương mà phô diễn mời chào, để rồi tản dần về các quầy hoa trong phố. Lúc này, hàng phố đã thức dậy, con gái nhà lành đã phớt nhẹ điểm trang. Hàng hoa bây giờ khang trang những quầy hàng cửa tiệm. Người yêu hoa có nơi chốn mà đến, mà tha hồ ngắm nhìn lựa chọn. Cô hàng hoa thấp thoáng giữa những hoa lạ hoa, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu hoa, chiều ý khách. Đâu rồi, những cô hàng hoa thon thả áo nâu, con con gánh hàng từ mở sương, nụ cười lúng líng dưới vành khăn mỏ quả. Hoa tươi bán lẻ, bước chân con, nụ cười như hoa. Thỉnh thoảng, cô dừng trước một căn phố, treo lên cửa gói lá chuối nhỏ, gói hoa cúng với những tường vi, ngâu vàng, ngọc lan thơm ngát. Mà hương hoa dẫn dụ người vào phố. Nói đến phố phường Hà Nội, không chỉ là nói đến kiến trúc và cảnh quan một đô thị có nhiều nét quyến rũ riêng biệt, và sau này là sự giao lưu văn hóa Đông Tây mà phố phường Hà Nội trước hết mang xuất xứ đặc trưng của nó. Ban đầu, dân Tứ Tuyên, bốn tỉnh lân cận lên Kinh Kỳ làm nghề, hết việc họ lại về, sau có những người dọn hẳn lên Hà Nội và thành người kẻ chợ. Ở Kinh Kỳ, ngoài khu thành, tổng nội là khu dân cư sản xuất và buôn bán của người kẻ chợ. Người kẻ chợ buôn bán sản xuất theo phường hội, một phương thức mang nặng dấu ấn văn hóa làng. Những người cùng làng vốn gắn bó thì lập vọng từ, thờ thành hoàng và tế lễ từ xa. Những người cùng nghề thì họp thành phường để cùng lễ tổ và giữ nền nếp của nghề. Hà Nội có nhiều nghề khéo, có nhiều thợ giỏi. Đời Lê Trung Hưng, ngoài vua giữ ngôi còn có chúa cầm quyền. Vua chúa quan lại sống xa hoa nhộn nhịp. Dân làng nghề lại đổ vào Kinh Kỳ, mỗi dân một phố, một phường, thành ra 36 phố phường. Phố Hàng Khay ở mặt Nam Hồ Gươm, ngày xưa dài đến Tràng Tiền. Hàng Khay bán khay cháp hộp, tủ bàn ghế gỗ quý khảm xà cừ. Đó là nghề tinh xảo bên cạnh những nghề sơn mài, chạm gỗ. Đồ khảm của ta đã từng được người nước ngoài coi là báu vật. Ở mặt tây của Hồ Gươm là phố Hàng Trống. Xưa kia có nhiều đồ gỗ khảm và bày bán nhiều đồ thêu. Hàng Trống từng nổi tiếng với tranh thờ, tranh hàng trống, từng bán cả tranh làng hồ và bán trống, nơi đây có đình Đông Hương.
đồ thêu hàng trống đa dạng và lộng lẫy, đề tài tân cổ đều phong phú, chiều được thị hiếu khách hàng trong và ngoài nước. Phố Hàng Gai với những hàng thủ công mỹ nghệ nhưng còn lưu giữ nét văn hóa làng xã, một gốc đa giả buông rễ từ bao giờ, nhưng mặt nạ, những con rối đặc sắc và biểu cảm lại rất Việt Nam và ngộ nghĩnh thay là những tượng mục đồng. Bước đến phố Tô Tịch, nơi có nghề tiện gỗ, đồ thờ cúng cùng đồ gia dụng, du khách sẽ thú vị bởi mọi hoạt động sản xuất buôn bán, sinh hoạt được tiến hành ngay trên hè phố hay trong những xưởng thợ mini trước bàn dân thiên hạ. Phố nhỏ này dường như được nhiều người đàn ông ghi nhớ cùng với những kỷ niệm tuổi thơ mê mải chơi cùng. Thank you.
mỗi phố, mỗi phường, kinh kỳ xưa là mỗi nghề. Cái tinh thần của phố cổ Hà Nội ấy vẫn không mất đi qua năm tháng, dẫu đôi khi còn có sự hoán vị đổi thay hoặc xuất hiện những nghề mới. Hàng hòm làm cháp, quả hòm và vẫn phát triển nghề thêu đồ tế lễ từ xa xưa. Những hoành phi câu đối bên hàng bông gần đó thật tiện. Người làm nghề ở hàng hòm là dân Hà Vĩ, Thường Tín. Họ có đình thờ ông tổ nghề. Những quả to quả nhỏ đựng đồ đi Tết và đồ dẫn cưới là sản phẩm của họ. Phố Lương Văn Can xưa là hàng quạt, giờ sinh động rực rỡ với hàng trăm chủng loại đồ chơi nội ngoại. Đó là con đường níu kéo, là thế giới ước ao của trẻ nhỏ, là những gì ông cha xưa không dám mơ. Đã khuất rồi, những đồ chơi dân dã tự tạo, những châu lá đa, những con tỏ he, những trống bòi, bó que chuyền và mớ quậy chơi ô ăn quan. Một sự nuối tiếc gần như là nỗi buồn êm ả mà những đứa trẻ thời nay đâu biết được. Nhưng đó cũng chính là cuộc sống, là sự vận động như những lớp sóng, lớp sau đè lớp trước. Cứ ngoái nhìn góc phố cũ, có hai người thợ, hai bạn già vẫn khâu giày từng mũi một như bao nhiêu năm trước đã từng khâu. Bên lò sũ, hàng dầu kia dép giày ken nhau, bán mua rôm rả. Xứ nhiệt đới nắng mưa đủ bốn mùa, đôi dép đôi giày không chỉ là vật dụng cần thiết, mà còn có thể thành thời trang để tôn lên vẻ thanh tú ngọc ngà của những bàn chân tấm, những gót son, gót sen mềm mại. Còn mấy ai hình dung được ngón chân dao chỉ của người dân miền lúa nước Lam Lũ xưa kia.
Xong, với những người ăn chắc mặc bền thì người thợ già với chiếc máy cổ lỗ sĩ vẫn luôn có lý, còn du khách tất sẽ thú vị trước chiếc máy lọt sổ bảo tàng này. Vậy mà, chính vẻ cổ lỗ đáng yêu đó, cùng với những mái ngói lô xô ngả màu, những góc phố, những căn nhà có dáng cây đẹp lạ, những gam màu tương phản của thời gian, của thời cuộc in trên bờ tường rêu phong và cây lá. Với ngõ dài sót lại của làng xưa, ngõ Phát Lộc của làng Phát Lộc đã cho Hà Nội một vẻ đẹp xưa cũ, êm ả, đằm thắm đến nao lòng. Ở hàng chính là mặt hàng đất nung, nghề chắc được khai sinh rất sớm trong lịch sử nhân loại và cũng không thể mai một ở xứ mình. Xứ đi lên từ văn minh lúa nước đến đặc sản cơm niêu và các món tay cầm. Phố hàng bạc xưa còn lại nghề kim hoàn, gồm các ngành chạm, đậu, trơn do người định công Thanh Trì làm. Việc chạm đồ bạc như ấm chén do dân Đồng Xâm Thái Bình làm. Những người thợ bạc khéo léo vẫn truyền nghề cho các đời con cháu. Nhưng trên phố, giờ đây các cửa hàng buôn bán đã lấn hẳn các điểm chế tác gia công. Thank you.
ở Hà Nội, gần các cửa ô, các mặt hàng rẻ tiền cho giới bình dân được giao bán ngay trên đường bởi những người bán rong ven đô hay tỉnh lẻ. Cuộc mưu sinh xem ra đơn giản nhưng cũng rất khiêm nhường. Hàng họ ở đầu ô không thể cao sang đắt giá, những quầy tạp hóa sặc sỡ màu mè, lặt vặt manh mún vẫn sống được cùng dòng người bươn trải đêm ngày. Đời Lê, cửa ô chính là ô Thịnh Quang, chợ Dừa, được canh phòng cẩn mật. Sang thời Bắc Thành, nhà Nguyễn, những người tỉnh Bắc và tỉnh Đông qua sông ở bến Bồ Đề vào ô quan trưởng Đông Hà, phố mới đến họp chợ Cầu Đông trên sông Tô Lịch, chợ chính của Hà Nội bấy giờ. Cảnh sắc bình yên nơi ô quan trưởng, những tưởng thời gian như trôi chậm, như ngưng đọng trên dòng đời. Phố hàng chiếu vẫn những bức tường xưa, vẫn cảnh mua bán xưa, chỉ có hàng hóa là tân kỳ đổi khác. Và thời cuộc, thực cuộc lướt qua những số phận ở lại sau những thăng trầm dâu bề. Rồi thời gian và lớp bụi bao dung của nó sẽ vỗ về, sẽ hóa giải được tất cả. Bởi nhân chi sơ tính bổn thiện, và mỗi người, mỗi thân phận thật mong manh, làm sao trước đất trời và thời gian. Bởi vậy, dẫu có thể khổ đau, con người vẫn sống, vẫn hưởng thụ, vẫn trải nghiệm, sinh bệnh, lão tử. Nghề thuốc ở nước ta không phải là kém, nhưng trước kia không có trường học. Cụ Tuệ Tĩnh đỗ đến Hoàng Giáp rồi chuyển sang làm thuốc, lại viết bộ sách Thuốc Nam đến 10 quyển. Cụ bị vua Tàu đòi sang rồi chết ở xứ người. Cụ Lã Đông cả đời học thuốc, làm thuốc và chữa bệnh, viết bộ sách 63 cuốn, nay còn lưu danh tên phố Lãn Ông. Thuốc ta dùng phần lớn là thuốc Bắc. Thương khách chở thuốc Bắc bán ở phố Phúc Kiến, nay là Lãn Ông. Các nhà buôn ta cất về phố thuốc Bắc, rồi các ông lang mới mua về bào chế. Chỉ đến năm 1938-1939, ta mới có bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y. Đất Hà Nội thông thương, trên bộ dưới thuyền, sản vật khắp nơi đổ về quanh năm và phong phú. Khu phố chợ hàng gia hoa trái đủ loại, đặc sản Bắc Nam đều có, mùa nào thức nấy, lại có từ loại bình dân đến hàng cao cấp ngoại nhập. Tiền nào của nấy, lúc nào cũng sẵn bán, dễ mua.
Hà Nội thanh lịch, ăn uống thanh cảnh mà tinh tế sành điệu. Trà ngon, bánh trái, mứt sen, giò trà đều mua có chỗ, bán có hiệu, lại phải qua cạnh tranh chọn lọc và tự khẳng định mới giữ được sự ưu ái tín nhiệm của khách. Các món ăn Hà Nội luôn gắn giữ hương vị Hà Nội xưa, không để lai tạp mà mất khách. Bún chả, bún nem cũng là món bình dân, nhưng người sành điệu cứ phải đến đúng hàng mành mới ưng ý. Chỉ mới ngửi mùi thơm và nhìn mẹt rau salad trắng nõn rắc nhiều húng láng xanh tím là đã thấy thèm. Hà Nội có món đặc sản nổi tiếng trong ngoài nước, đó là chả cá. Mà lại phải là chả cá Lã Vọng trên phố Hàng Cá. Ngày xưa, sông Tô chảy qua đó mà có một chợ cá. Chả cá lăng hay cá chiên, thịt không bở mà thơm, chấm mắm tôm mà người Âu ăn được rồi thành nghiền từ lúc nào. Chơi tao nhã chim quý cá cảnh có từ xưa và thu hút được cả trẻ lẫn già mê mải. Nó cho con người những thoáng giao hòa với thiên nhiên, với vạn vật, dạy người ta tìm hiểu và biết lắng nghe, cũng là dạy điều lành, điều thiện và cách sống. Dạo những phố nghề Hà Nội, dễ nhận thấy sự trụ lại hay khôi phục lại của những nghề thủ công truyền thống bên cạnh sự chiếm lĩnh của hàng hóa và công nghệ mới. Phố hàng khoai bên hông Đồng Xuân bắc qua, đồ sành xứ Trung Quốc bóng bẩy và đa dạng, giá cũng phải chăng dễ chấp nhận, song chất lượng có vậy thôi.
người bình dân bây giờ dùng nhiều. Người biết vẫn chuộng gốm sứ Việt Nam, nhất là gốm sứ cao cấp độc đáo của Bát Tràng, Hải Dương hay Sông Bé, với màu men kiểu dáng họa tiết được lưu truyền bao đời. Rất nhiều khách sạn cao cấp ở Sài Gòn và Hà Nội đã đặt hàng com lê từ gốm sứ dân gian Việt Nam, nhờ vậy đã tạo được nét văn hóa dân tộc và độc đáo riêng khiến du khách tán thưởng trầm trồ. Những phố nghề gắn liền với phương thức canh tác nông nghiệp cổ truyền xưa, cày bừa cấy hái như nghề rèn, nghề gò, các công cụ lao động, đồ gia dụng đến nay vẫn còn đó. Bàn tay vàng và kinh nghiệm một đời theo nghề của những bậc thợ cả luôn là vốn quý của Hà Nội, của những phố lò rèn, hàng thiếc, hàng đồng. Bác thợ khóa giờ không còn đi rong mà giao khóa ơi.
những góc phố khiêm nhường của Bác, bàn tay khéo léo của Bác thì không thể thiếu vắng trong đời sống người dân phố thị. Các phố nghề Hà Nội giờ đây đã quan tâm tới các nghề truyền thống xưa mà có lúc tưởng chừng mai một hẳn. Những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo như đồ đồng chạm bạc đang được khôi phục bởi kinh nghiệm, bí quyết gia truyền và cả tâm huyết của các nghệ nhân. Hà Nội hôm nay, cái mới và cái cũ giao duyên, chỉ sợ mất những gì ta hoài nhớ. Vẫn những thói quen buôn bán vỉa hè, bán rong trên đường và sinh hoạt trên phố, vẫn tất tà, thúng đội, gánh gồng, xe đầy và nón lá chen lẫn xe máy thời trang và tốc độ. Và ban đêm hàng đào, con phố xưa có nghề nhuộm đào, con phố đặc trưng cho màu sắc kinh kỳ, giờ đây như quá nhiều màu sắc và hơi xô bồ. Những cửa hàng quá lấp lánh hào nhoáng, giá bảo tồn được không chỉ dáng dấp kiến trúc thuần nhất, mà cả nét văn hóa đặc trưng trong phong cách sinh hoạt buôn bán tại khu phố cổ độc đáo này, khu phố của phường nghề thủ công và buôn bán. Nhưng may thay, mà cũng an ủi thay, sau cái vỏ ngoài hào nhoáng ấy, vẫn còn những nghề xưa, những sản vật mang nặng hồn dân tộc. Những đồ cổ mỹ nghệ đầy dấu ấn tài hoa và triết lý yêu đời, dung dị của người xưa. Những hàng mây che lá đặc sản, cổ truyền và đã được canh tân theo nhịp sống mới, thẩm mỹ mới.
một cửa hàng truyền thần hiếm hoi còn sót lại và lại gặp kỳ phát đạt mới. Người nghệ nhân như chìm trong cõi xưa, với những người xưa, với những ước mơ và mộng tưởng xưa. Một tiệm ô mai, đặc sản rất Hà Nội và được ưa chuộng tận những xứ xa xôi của người Việt mình sinh sống. Có phải vì hương vị của cây trái bốn mùa quê hương, của chua cay mặn ngọt, xẻ chia ngậm ngùi? Và cô bé tuổi ô mai thánh thiện. Hà Nội bốn mùa nhịp sống xoay vần, nhưng cũng có một góc riêng lo cho những người đã khuất. Từ một lòng tin, một niềm tin mộc mạc của nhân gian, phố hàng mã sặc sỡ đủ màu với vàng giấy và đồ hàng mã đủ chủng loại được chế tác công phu khéo léo. Âu cũng là một cách để giao lưu với người đã khuất, để nhớ về tổ tiên, để làm an lòng người sống và là những gì thuộc về đời sống tâm linh có từ ngàn xưa. Đông Đô, Thăng Long, rồi Hà Nội. Từ mảnh đất Đại La, ở trung tâm bờ cõi đất nước, muôn vật rất phong phú tốt tươi mà Lý Thái Tổ đã định đô, Hà Nội được hình thành và đã định hình trên bản sắc văn hóa người Việt. Nhờ công lao đóng góp của bao thế hệ, bao nhân tài từ mọi miền đất nước. Trải ngót ngàn năm lịch sử, với bao dâu bể thăng trầm, Hà Nội vẫn là chốn yêu xưa, được bao người vọng nhớ. Những góc tường mái phố, những dáng cây, những gương mặt, những mảnh đời, những ước mơ dung dị thanh bình. Một tháp chuông nhà thờ tôn nghiêm thanh thoát, một tam quan chùa cổ kính, gương mặt thoát tục thành tâm, và bao trùm tất cả là những tinh hoa văn hóa cổ truyền.
những thế hệ người Hà Nội, người dân Việt, dẫu chính kiến và tín ngưỡng có thể khác nhau, nhưng vốn khoan hòa, nhân ái và coi nhau là đồng bào, luôn mong muốn mảnh đất này giữ mãi những vẻ đẹp, những nét dấu yêu xưa.